Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách lưu thông trên tuyến quốc lộ 91 hướng từ Cần Thơ đi An Giang đến đoạn gần cầu Bánh Tét thì mất lái lao sang phía bên kia đường. Lúc xảy ra tai nạn có hơn 20 hành khách trên xe. Vụ tai nạn khiến 2 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, di rời chiếc xe bị tai nạn và đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ những người bị nạn, thân nhân gia đình có người đã mất, đồng thời chỉ đạo bệnh viện Đa khoa Ô Môn miễn phí hoàn toàn chi phí khám chữa bệnh cho những người gặp nạn.